người ta vào bên sông người ta bơi xuồng ra người ta đón.
chợ Tí Tôn, chợ Chiều. Tới 20 nè. Này ếch dùng thịt còn sống nè, cái này ếch nướng nè. Cái này gì? Bò lá lốt. Tới thứ 2 gấp. Fan hâm mộ ở Thủ Đức vừa mới tới nhà trọ tức thì nè, thằng em nó coi trên mạng á, nó coi cái kênh nét đẹp cái gương á, nó tắt xe nó chạy xuống đây chơi vài ba ngày ở đây thì nó muốn ăn ba cái đồ ăn đặc sản của Tí Tôn, mà chiều thì chỉ có ớt dụng thịt nướng, thịt bò ghim nướng với đu đủ đâm. Bây giờ mua ớt dụng thịt nướng xong rồi, rồi chạy đi qua chỗ bán đu đủ đâm, mua đu đủ đâm cho nó ăn cho nó biết, với thịt nướng. Phải chạy vô Nam Di. Cái này là thịt bò ghim, thịt nướng. Thịt nướng này có gà, có cút. Đã ăn với đu đủ đâm á. Này ốc luộc. Còn cái này vô ua. Ốc khoai thì cô thêm tí nữa không? Giờ này tối quay mới rõ. Tại bữa nay vắng rồi vậy. Thôi bây giờ bắt đầu còn có khách đông hả? Dạ khách thì mà giờ mát chúng ta đi.